gửi Tuấn Phò Mã 36, tác giả Vi Thức. Đình Sang gọi, Tuấn trả lời. Vào nhà đá, để thành người tốt nghe. Cải tà, quy chính rồi về, còn không thiên hạ cười chê hết đời. Nghĩ mình phò mã để rồi, nghênh ngang khắp chốn coi trời bằng vung. Kể từ cảnh sát giao thông hay là cơ động bảo, không sợ mà. Học đòi lên mạng kêu la, bởi vì ảo tưởng rằng ta bố đời. Để khi giúp được ít người, có quay lách luật, lại cười với nhau. Cho rằng chẳng bị bắt đâu, nên vừa thấy lửa thêm dầu vào ngay. Được tung hô lại càng xây, lại càng ngổ ngáo, tượng nay gặp thời. Coi thường luật pháp để rồi, chui đầu vào giọ, cuộc chơi đã tàn. Trẻ trâu cõi mạng khóc than, idol vừa bị công an bắt rồi. Tội vì đánh bạc hơi ôi, trắng đen giờ đã đến hồi kết đây. Khi cổng số 8 vào tay, phải tu tỉnh lại mà quay trở về. Còn không nếu cứ u mê, thì đời nhục nhã ê chề tháng năm. Ngày mai nhà đá có nằm, nhớ mà nghĩ đến lỗi lầm hôm nay.